Đừng quên đăng ký ngay khóa học toàn diện dành cho các bạn học sinh lớp 10 để chinh phục 8 cộng môn ngữ văn cùng học văn chị Hiên nhé. Xin chào các bạn, chị là Thùy Dương. Không biết là trong quá trình các em học lớp 10, chương trình mới, thì các em có gặp vấn đề gì khó khăn không? Chị thấy có rất là nhiều bạn học sinh phản hồi với chị rằng trong quá trình học lớp 10 thì cái việc soạn văn với em rất là khó khăn. Và để theo dõi được cái quá trình thì ngày hôm nay chị sẽ đồng hành cùng các bạn trong audio văn học này nhé. Và bài ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu Mùa Xuân Chín của Hàn Mặc Tử. Để các bạn có thể hiểu được nội dung của bài học, đương nhiên là chúng ta không thể nào bỏ qua phần đọc văn bản rồi, đúng không? Chúng mình cùng với chị đọc nhé. Trong làn nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lầm tấm vàng, sột soạt giò treo tà áo biếc, trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hồn hển như lời của nước mây, thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và ngây thơ. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng. Chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Các em thương mến, chúng ta có thể biết là Hàn Mặc Tử sinh năm 1912, mất năm 1940. Tên khai sinh là Nguyễn Trọng Trí, sinh ra ở huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vào năm 18 tuổi thì ông theo gia đình vào sống ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Và sống trong một khoảng thời gian không lâu thì Tử đã qua đời bởi căn bệnh phong, là một trong những chứng bệnh mà thời xưa cho rằng đó là căn bệnh nan y không thể nào cứu chữa được. Vào năm 1940 thì Hàn đã mất ở trại phong Quy Hòa. Khi nói đến căn bệnh phong thì có lẽ đó là cái căn bệnh khiến cho cuộc đời của Hàn lâm vào cảnh khổ sở với cái căn bệnh đó. Tuy nhiên đó cũng khiến cho cái sự nghiệp thơ ca của Hàn được thăng hoa. Và các bạn biết rằng Mùa Xuân Chín được sáng tác vào năm 1938, được in trong tập Tâu Thương. Và cái cảm hứng chủ đạo và đúng như cái tên của nó, đấy chính là đau thương ạ. Vì sao đau thương? Là bởi vì Hàn thì luôn đứng ở bờ vực của cái chết để níu đời, để kéo đời, để rồi càng thấy cái thế giới thiên nhiên ngoài kia đẹp, lộng lẫy, lung linh vô cùng. Còn mình ở trong này thì như một người cung nữ xấu số bị đẩy vào lãnh cung, lại càng yêu đời, yêu người. Nhưng cái tình yêu đó là tình yêu của tuyệt vọng, thế nên ta thấy cái đau thương. Và chung cái mạch cảm xúc đó thì Hàn Mặc Tử đã viết Mùa Xuân Chín, và cũng là Đây Thôn Vĩ Dạ mà các anh chị lớp 11 đang học bây giờ đấy các em ạ. Và với tất cả cái điều đó thì các bạn cũng biết là Mùa Xuân Chín và Hàn Mặc Tử là một trong những bài thơ thuộc phong trào thơ mới. Và khi nói đến thơ mới thì các em biết rằng đó chính là một cái đỉnh cao của văn học Việt Nam từ 1930 đến 1945. Thơ mới dường như phá đi toàn bộ những quy luật, những ràng buộc của văn học trung đại, của thơ ca trung đại. Con người thoải mái, tự do, bày tỏ, bộc bạch những cái cảm xúc sâu kín nhất của lòng mình. Thế thì các bạn hiểu chị là như vậy. Và với Mùa Xuân Chín trong chương trình lớp 10 bộ kết nối thì các em có tất cả là 7 câu hỏi, đúng không? Thế thì bây giờ chị em chúng mình sẽ đi trả lời từng câu nhé. Câu số 1, nhan đề bài thơ Mùa Xuân Chín được cấu tạo bởi những từ thuộc từ loại nào và có thể gợi ra cho bạn những liên tưởng gì? Để trả lời được câu hỏi này thì các em chú ý chị từ loại là như thế nào? Là danh từ, là động từ, là tính từ? Thế bây giờ các em xem cho chị cái nhan đề này này, nó được cấu tạo bởi danh từ hay tính từ hay là động từ? Chúng mình có thể trả lời như sau.
Nhan đề của bài thơ được cấu tạo bởi danh từ, đó chính là mùa xuân, kết hợp với tính từ chỉ trạng thái, đó là chín. Sự kết hợp này đem lại sự liên tưởng bất ngờ, bởi mùa xuân là danh từ trừu tượng, chỉ đối tượng vô hình, phi vật thể là thời gian, trong khi chín là một trạng thái rất là cụ thể của sự vật. Các em có thể thấy rằng chúng ta hay thường gọi lúa chín, quả chín, chứ làm gì có ai gọi mùa xuân chín bao giờ, đúng không? Chính vì lẽ đó thì cái việc kết hợp giữa danh từ trừu tượng mùa xuân với tính từ chỉ trạng thái chín đã gợi cho chúng ta cái hình tượng mùa xuân vô cùng gợi cảm, quyến rũ. Đó là một mùa xuân ở độ chín tới đầy viên mãn, ngọt ngào. Đây sẽ là trạng thái thẩm mỹ nổi bật nhất của mùa xuân được mô tả trong bài thơ của Hàn Mặc Tử đấy các em ạ. Chị tiếp tục có câu hỏi số 2 như sau. Trạng thái chín của bài thơ Mùa Xuân Chín trong bài thơ được thể hiện bằng những từ ngữ nào? Để trả lời được câu hỏi này thì đương nhiên là chúng mình cần phải đọc rất là kỹ văn bản rồi. Và sau đó thì chỉ ra cho chị, tìm ra cho chị những cái từ ngữ miêu tả về trạng thái chín của mùa xuân trong bài, đúng không? Chúng ta có những cái từ ngữ miêu tả trạng thái chín của mùa xuân, đó chính là những tính từ, những động từ mô tả màu sắc, âm thanh và cả sự quyến rũ của cảnh sắc và vẻ đẹp con người. Cụ thể, đó chính là làn nắng ửng, khói mơ, lấm tấm vàng, tà áo biếc, sóng cỏ xanh tươi, tiếng ca vắt vẻo, hồn hển thầm. Câu 3, chị Dương có như sau. Hãy nhận xét ngôn từ của bài thơ trên hai khía cạnh sau. Thứ nhất, bài thơ có những sự lựa chọn và kết hợp ngôn từ nào khiến bạn đặc biệt chú ý? Hãy nói đến cụ thể hơn cảm nhận của bạn về điều này. Thứ hai, ngôn từ của bài thơ đã gợi lên một khung cảnh mùa xuân như thế nào? Để trả lời được câu hỏi số 3 này thì đương nhiên là chị khuyến khích các bạn thoải mái trình bày cái quan điểm, cái sự ấn tượng của em khi mà em đọc văn bản nhé. Chị sẽ gợi ý như sau. Bài thơ có nhiều cách kết hợp ngôn từ độc đáo. Chẳng hạn, cách kết hợp danh từ trừu tượng mùa xuân với tính từ chỉ trạng thái, cụ thể, chín. Cách sử dụng tính từ và từ lấy gợi cảm, gợi cho chúng ta cảm giác ngọt ngào, êm ái, tình tứ. Ví dụ như lấm tấm vàng, nắng chang chang. Đồng thời thì Hàn Mặc Tử cũng sử dụng các biện pháp tu từ như đảo ngữ, sột soạt gió treo tà áo biếc, ẩn dụ nhân hóa, tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hồn hển như lời của nước mây. Và kỹ thuật điệp âm trắng, nắng, chang chang. Tóm lại, ngôn từ của bài thơ đã gợi nên một mùa xuân chín rực rỡ, đầy sức sống. Chị có câu 4. Mô tả cách ngắt nhịp và gieo vần của bài thơ, chỉ ra chỗ cách ngắt nhịp, gieo vần này có thể gây ấn tượng đặc biệt đối với người đọc. Từ đó, hãy so sánh mức độ chặt chẽ trong cách ngắt nhịp và gieo vần của bài thơ này với một số bài thơ trung đại làm theo thể đường luật. Khi nhắc đến những yếu tố giá trị thẩm mỹ trong thơ thì các bạn chú ý chị, chúng ta sẽ nhắc đến gieo vần, nhắc đến ngắt nhịp. Tuy nhiên là không phải bài thơ nào chúng ta cũng nhất nhất là phải nhắc tới, bài thơ nào chúng ta cũng cần phải phân tích. Các em đặc biệt chú ý chị những khổ thơ nhưng mà trong đó người ta ngắt nhịp rất là ấn tượng và nó tạo ra chúng ta một cái gì đó mang tính chất đặc biệt. Để rồi nó sẽ tác động trực tiếp đến thị giác, đến thính giác của bạn đọc, là của chúng mình đấy. Và đồng thời là nó có ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp như thế nào đến với tư tưởng, cảm xúc của nhân vật trữ tình các em nhé. Chị gợi ý như sau. Mùa xuân chín được viết theo thể thất ngôn nhưng không giới hạn ở 8 dòng như trong thơ đường luật. Bài thơ gieo vần chân kết hợp với vần chính và vần thông, tức là các vần gần với giống nhau. Cách sử dụng câu thơ khá linh hoạt, có khi câu thơ bị ngắt ra làm đôi bởi dấu chấm. Ví dụ, trên giàn thiên lý, chấm,
bỏng, sơn sang, hoặc xen giữa những câu thơ mang hình thức trần thuật là hình thức câu hỏi. Chẳng hạn, khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng. Chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. So với thơ đường luật, ví dụ như bài Thu Hửng mà các em vừa mới học ở buổi trước á, thì chúng ta thấy cách ngắt nhịp và gieo bần của bài Mùa Xuân Chín uyển chuyển, phóng túng hơn. Chúng góp phần thể hiện mạnh mẽ tiếng nói của cái tôi Hàn Mặc Tử. Một đại diện xuất sắc của thơ mới, là một trong những đỉnh cao của phong trào thơ mới, cùng với Xuân Diệu và Nguyễn Bính, đúng chưa nào? Sau đó thì các bạn tiếp tục chú ý cho chị câu hỏi số 5. Con người trong bài thơ hiện diện qua những hình ảnh nào gắn với nhân vật trữ tình? Chị Dương có câu trả lời như sau. Con người trong bài thơ hiện diện qua những hình ảnh, chẳng hạn như tà áo biếc, tiếng ca, lời thầm thì, những cái hình ảnh đó gợi cho chúng ta hình ảnh của một người thiếu nữ đang căng tràn sức sống, đang ở cái độ sung mãn nhất của tuổi 18 đôi mươi, đúng chưa? Còn nhân vật trữ tình của chúng ta ở đây đó chính là hình ảnh khách xa, đối tượng quan sát và từ đó gợi ra những cái tình cảm, những cái tâm tư của chính mình. Ở đây chị muốn nói thêm với các bạn về hình ảnh khách xa. Vì sao Hàn Mặc Tử lại luôn coi mình là khách xa vậy? Trong Đây Thôn Vĩ Dạ thì Hàn Mặc Tử cũng có nhắc đến khách xa. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Và để rồi đến với mùa xuân chín thì chúng ta lại thấy gì ạ? Khách xa xuất hiện, đúng chưa nào? Hàn Mặc Tử khi mà biết mình mắc căn bệnh phong á, thì Hàn coi mình là một người cung nữ xấu số bị đầy vào lãnh cung. Hàn chủ động tuyệt giao với cái thế giới bên ngoài nhưng chẳng tuyệt tình. Thế nên Hàn quay trở về để ngắm nhìn con người và cảnh sắc tươi đẹp của thế giới ngoài kia. Thế nhưng mà con người này đã trở thành khách mất rồi. Hàn đã trở thành người cung nữ đầy vào lãnh cung, đầy vào trại thương Quy Hòa rồi. Hàn muốn quay trở về là Hàn quay trở về bằng tâm tưởng. Và chỗ này cũng như vậy các em nhé. Chị có câu hỏi số 6. Hình ảnh, nhịp và vần trong bài thơ có mối liên hệ như thế nào với mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình? Hình ảnh, nhịp và vần trong bài thơ có mối liên hệ chặt chẽ với cảm xúc của nhân vật trữ tình. Chúng gợi nên những cảm xúc yêu thương, trìu mến, đồng thời như một thoáng chút nỗi xót thương thầm lặng đối với những cảnh vật và con người trong bức tranh mùa xuân chín. Chị Dương có câu số 7. Hãy nêu cảm nhận của bạn về nhân vật trữ tình trong bài thơ. Nhân vật trữ tình trong bài thơ chính là người bộc bạch trực tiếp tình cảm, cảm xúc của mình đối với bức tranh thiên nhiên, đối với con người, đối với cái sự kiện được nhắc nhớ ở trong bài. Và các em sẽ thấy nhân vật trữ tình của chúng ta ở đây là một con người hết sức nhạy cảm, có khả năng phát hiện ra những độ tinh tế đẹp đẽ nhất của cảnh sắc thiên nhiên và con người. Và đó cũng chính là con người nặng lòng với tình quê, với tình người. Nhân vật trữ tình cũng chính là người giàu cảm thông và lòng trắc ẩn trước những giá trị đẹp đẽ nhưng dễ phôi pha của những cảnh sắc thiên nhiên, tình yêu và tuổi trẻ. Các em thương mến, audio văn học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Chị mong rằng là thông qua phần audio văn học này, các bạn sẽ có một cái phần công cụ, nền tảng để học hiểu bài hơn ở trên lớp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những audio văn học lần sau nhé. Xin chào các bạn, bye bye. Đừng quên đăng ký ngay khóa học toàn diện dành cho các bạn học sinh lớp 10 để chinh phục 8+1 ngữ văn cùng học văn chị Hiên nhé.